Đây là cháy chung cư Copmark ở Copmark Hà Đông, quận Mô Lao, Hà Đông, Hà Nội. Cái này là cháy tầng mấy anh? Tầng 18. Trên đấy là dập chứ anh? Dập ở trên tầng 18 chứ anh? Với lại thì cảm giác nó tắt rồi, nhưng bây giờ nó hiện tại nó khói này, cháy này. Có ai trong nhà không chị? Để làm đèn ác nhỉ, cái này mà cua ai phát. Anh sáng đến đây quay à? Quay tí. Ở trên cái cửa chết quê em thích một cướp. Ở đây ở trên nữa. Trên đấy xuống. Thế trên đấy bây giờ cháy một phòng hay cháy mấy nhà? Một phòng thôi. Một nhà. Nhưng mà cháy bình ga hay là cháy chập điện? Chập điện. Tỏ là vẫn đang cháy nhiều mà đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
có 6 xe, 6 xe cứu hỏa. Ở đây chưa thấy phun nước dập đi các bạn ạ. À, cơn cháy nó đang cháy rất là to này. Là cháy tầng 18. Nổ kính rồi, nổ kính rồi. Có những cái tấm kính rơi rất là mạnh, là nặng. Ai mình quốc tế rồi. Còn mẹ đứa ra đâu ấy. Cái này là cháy tầng bao nhiêu hả em? 18 à? Cháy bình ga hay chập điện em? Em không biết, em có biết đâu, em đang ngồi ở trong phòng thì em mọi người chạy thì em cũng chạy luôn. Em ở trong tòa nhà? Em ở tầng 2. À tầng 2 á? Thế tầng 2 có khói không? Em nó biết được. Chân ga cuối đêm bắt đầu nó cháy. Bàn ghế xong rồi. Bởi vì là từ chân ga nó xuống kính cho bay. Vào người là anh ngay. Khi bởi vì không phải là nói là đứng đây kính nó rơi xuống nó bay. Nó bay đấy. Đi đi đi. Ok. Bắt đấy. Ôi kinh quá nhỉ. Kính bay vào vèo. Kính dùng mấy cái rồi. Kính lên mà rơi vào cái hơn dao. Cái này xe này đi rồi. Đó là dây vòi cứu hỏa trong đấy rách mẹ. Đây ở trên tầng bạn nhà dây rách mẹ. Không, không sao đâu. Đi ra. Không, chị ra đi. Anh không khói ra. Tất cả
em chứ ạ? Dạ, ba bây giờ tăng cường đâu hết rồi. Người đã đạp kính để... Đúng rồi, người đã đạp kính để cho thử. Vừa nãy em còn nhìn thấy ông ở trên tầng trên đấy, là tầng 19 này. Anh nhìn thấy cái quái sao? Tầng trên ông còn mở cửa ông xuống, không nhìn xuống. Nó lại đóng vào, lại mở ra, lại đóng vào. Xong chạy nhỉ, hay là ông chạy xuống rồi đứng? Chạy từ tầng 5, tầng 6 xuống thì không có gì, nhưng mà giờ lên đến tầng 18 thì không có khói, nhưng mà từ tầng 7 giờ xuống là không khói. Khói ở trong thang máy. Anh dạ. Giờ nó hút xuống rồi. Cái này cháy từ mấy giờ anh? Cháy được một nửa tiếng rồi đấy. Hôm tầm 1 rưỡi. Cháy điện hay là bình ga? Điện hay bình ga? Không có vào đâu mà trong khói đen có nhìn thấy gì đâu. Chắc gia đình đấy thoát ra hết rồi nhỉ? Còn cái phòng khói đen này 4 này có 2 ông bà già trong đấy, bà đóng cửa trong này không gì. Với chắc rồi có ông cứu hỏa ông lên ông ấy. Kính rơi rồi. Đấy, kính rơi đấy. Lóng ra lổ. Cái nhà đấy nó rơi. Bảy. Bà được cái gì rồi, bác được chơi không anh? Thoải mái. Thoải mái. Em tưởng không được. Cái đồng người chơi thì còn muốn chơi nhưng mà điện vẫn chưa bình thường được, hiểu không? Sao họ không phun nước anh nhỉ? Thank you.